Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phản ánh đến các cơ quan chức năng về nguy cơ sạt lở đồi núi tại dự án thi công đường điện 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch. Theo người dân, trong quá trình thi công dự án này, nhiều vị trí đồi núi đã bị băm xẻ để làm đường công vụ, cộng với mưa lũ kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở đất đá là rất cao. Và sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự về thực trạng này. Đây là hình ảnh được phóng viên ghi lại tại vị trí móng cột số 11 và số 12 thuộc dự án thi công đường điện 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch. Một điểm sạt lở khá nghiêm trọng, kéo dài hàng chục mét. Hàng trăm khối đất đá cũng bị nước lũ cuốn trôi xuống vùng hạ du. Như quý vị đã thấy thì ở đây là một trong những điểm sạt lở khá nghiêm trọng và rất nhiều cái rãnh nước, rãnh suối khác cũng được hình thành ngay khu vực chân trụ điện này, nên nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão là rất lớn. Vị trí 11, vị trí 12 đang còn xây kè, khi nào xây xong kè thì bọn tôi sẽ khắc phục là hoàn trả mặt bằng để là trồng rừng lại. Còn tại gói thầu do công ty xây lắp điện 4 thi công, nhiều vị trí rạn nước, rạn suối cũng xuất hiện phổ biến. Một số vị trí núi đồi tại thị xã Kỳ Anh bị băm xẻ để làm được công vụ vận chuyển vật liệu. Vào mùa mưa lũ, những vị trí này rất dễ bị sỏi mòn, dẫn đến sạt trượt đất đá rất cao. Săn gạt để làm tuyến đường lên đấy thì trong quá trình mưa gió của năm 2020-2021 thì nó có sạt lở trong quá trình thi công của những cái đất dư thừa. Nó bị ảnh hưởng xuống thì trong khi mà bên xây lắp chúng tôi thi công xong phần kè móng sẽ hoàn trả lại cái mặt bằng của bên rừng. Tại dự án này có tổng cộng 75 vị trí móng cột đi qua địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Quá trình đào đường vận chuyển, đào chân móng cột điện đã ảnh hưởng đến kết cấu đất đá. Được biết, dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch được khởi công vào tháng 12 năm 2018. Thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung phụ trách quản lý dự án. Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công, xử lý các phối hợp với chính quyền địa phương để ra soát kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở và là sự cho khắc phục xử lý ngay được mưa lũ. Quá trình thi công là phải làm đến đâu là khắc phục đến đó. Sống để tình trạng là mưa, mà địa bàn thị xã Kỳ Anh là mưa cũng rất là lớn, đặc biệt là về mùa mưa, cho nên là chúng ta phải làm khắc phục từng giai đoạn một, làm móng nào xong móng đó và làm hành lang nào thì để khôi phục cái hành lang đó để đảm bảo an toàn cho người dân. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát, khắc phục sớm các điểm sạt lở nghiêm trọng nhằm đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia và chống tình trạng sạt lở khi mùa mưa bão đã đến gần.